Nhưng tôi lưu ý một điều nữa là khi dùng rồi, 2-3 tháng sau các bạn phải dùng nhắc lại thì nó mới bền vững. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua. Tôi là bác sĩ Lương Y Nguyễn Hữu Trọng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Sản phẩm Hữu cơ Việt Nam. Tôi đã nghiên cứu Trường Xuân Vương rất lâu rồi. Và cái bài thuốc của chúng tôi nghiên cứu ấy hoàn toàn là bằng hương thảo dược. Trong cái bài thuốc Trường Xuân Vương, ngoài những cái dược liệu như là dâm dưng hoắc, rồi ba kích, rồi kỷ tử, rồi sâm cao vân vân, thì chúng tôi cũng phải nghiên cứu một cái công trình tương đối dài để đưa các cái thảo dược khác cộng với cái đó, cộng hưởng với đó, cho nên nó mới có cái bài thuốc tốt như vậy. Cái tốt thứ nhất của nó là gì? Nó nuôi dưỡng các cái khóa, các cái nội tiết trong cơ thể tự phát triển. Cho nên cái quan điểm của tôi là chăm sóc sức khỏe sắc đẹp tự nội sinh bằng hương thảo dược công nghệ cao, thì cái Trường Xuân Vương này nó đáp ứng được cái đó. Tâm can tỳ phế thận, những cái đó nó khỏe lên thì nó tự kéo cái thận lên, và đồng thời làm cho cái sinh lý người nam giới được cải thiện và tốt lên. Bởi vậy cho nên là cái Trường Xuân Vương này, tôi xin nói một cách rõ ràng và khẳng định là cái nghiên cứu của chúng tôi đã được thực tế lâm sàng và được thực tế bạn bè dùng rất tốt, ngay như cả bản thân tôi cũng như vậy. Sản phẩm Trường Xuân Vương là một cái sản phẩm hoàn toàn được nghiên cứu từ thảo dược, cho nên không bao giờ chúng ta đòi hỏi là nó phải có kết quả ngay, mà nó phải là thời gian theo như liều chỉ định ở trong này của chúng tôi. Nhưng tôi lưu ý một điều nữa là khi dùng rồi, 2-3 tháng sau các bạn phải dùng nhắc lại thì nó mới bền vững. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.